Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV trên YouTube. Lời đầu tiên thì em xin kính chúc toàn thể quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Jabang trên mọi miền Tổ quốc một buổi tối thật là an lành bên gia đình cùng người thân yêu. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số các sản phẩm sau đây. Sản phẩm đầu tiên như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình đó là một cặp siêu tiếp của hãng Onkyo và nó có model là TV8A MK2 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và công suất cực đại của siêu tiếp là 30W và công suất nhỏ nhất là 15W và nó chơi ở trở kháng là 8 ohm quý vị nhé. Hàng của Made in Jabang ạ. Rất lung linh và lấp lánh luôn. Và cặp siêu tiếp này thì bản test của cặp siêu tiếp thì em sẽ đăng lên trang nhật ký của Zalo. Em xin mời quý vị và các bạn hãy vào trang nhật ký Zalo để theo dõi bản test. Và cặp siêu tiếp này em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 5 triệu. Với mức giá là 5 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 5 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào ạ. Ngoài ra khi quý vị và các bạn mua cặp siêu tiếp thì em sẽ tặng quý vị và các bạn một cặp tụ chặn luôn. Để quý vị và các bạn về có tụ chặn để quý vị và các bạn lắp luôn. Tụ chặn này thì em cũng mua ở tiệm quý vị nhé. Hàng của Đức ạ. Một cái tụ chặn của Đức. Rất đẹp luôn ạ. Rất lung linh và lấp lánh. Và rất là hiếm khi gặp được những cặp siêu tiếp mà nó lại đẹp như vậy. Để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và những cặp siêu tiếp này thì rất thích hợp để các bác độ trong phòng nghe nhạc Bolero. Đặc biệt là các bác mà chơi karaoke thì các bác phải độ thêm chét để cho cái giải chét nó cao hơn và nó mạnh hơn. 5 triệu là em sẽ đóng đường bay. Rất đẹp luôn ạ. Các bác ưng ý thì các bác chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Ngoài ra bản test của cặp siêu tiếp này thì em đã đăng lên trang nhật ký của Zalo. Rất đẹp luôn ạ. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc radio rất đẹp của hãng Sony. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Và nó có model là Sony ICF EX5 quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ. Và cái radio của hãng Sony này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. ICF EX5 trơn thì em bán là 3 triệu rưỡi quý vị nhé. Còn EX5 MK2 thì em bán là 4 triệu rưỡi. Và nó khác nhau một chữ MK2 thôi là tiền của nó cũng sẽ khác quý vị nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ bật nguồn và em test chức năng radio. Em xin phép là trong radio nó có chương trình nhạc quốc tế. Em xin phép là em sẽ không để âm lượng quá là to. Bởi vì nhạc quốc tế thì YouTube họ đánh bản quyền rất chặt quý vị nhé. Và đây là cái mặt đằng sau của radio như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Sony ICF EX5. Hàng của Made in Jabang ạ. Rất đẹp luôn ạ. Và cái radio này thì nó chạy 4 quả pin chung quý vị nhé. Nó chạy 4 quả pin chung. Rất đẹp luôn ạ. Và đây là cái anten của radio như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Cái anten của nó không có hiện tượng bị oxy hóa quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ. Thank you.
Và tần số của FM là 108 quý vị nhé. Như vậy là về Việt Nam quý vị và các bạn sẽ bắt được rất nhiều các chương trình của Radio Việt Nam. Và em xin thông báo lại là 3 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 3 triệu rưỡi ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào ạ. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc radio cũng của hãng Sony. Nhưng rất tiếc là cái hàng này được sản xuất tại Trung Quốc quý vị nhé. Made in China, Sony ICF-B26 ạ. Cầm tay rất đẹp, rất tiện lợi luôn ạ. Rất nhỏ gọn. Và cái này thì nó chạy hai quả pin tiểu quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Và tần số FM vẫn là 108 như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và giá của chiếc radio này em bán về Việt Nam với mức giá là 1 triệu. 1 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Rất đẹp luôn ạ, nhìn rất sinh động và hấp dẫn. 1 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Vâng, và tiếp tục quay trở lại với cái đầu cối. Trong video ngắn ngày hôm nay thì em tiếp tục em giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đầu cối của hãng Tech. Và logo model là A7030GSL như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình ạ. Và đây là một phiên bản rất là hiếm và có chất âm rất là hay trong phân khúc Tech quý vị nhé. Cực kỳ đẹp luôn, máy rất đẹp luôn ạ. Và chiếc đầu cối này thì em đã phải mất hơn 2 năm trời em mới gặp lại được một cái như thế này. Và trong cái video đầu tiên khi mà em làm YouTube thì em có bán cho một anh ở Thừa Thiên Huế một cái đầu cối Tech A7030. Và đến ngày hôm nay đúng hơn 2 năm trời thì em mới lại gặp được một cái đầu cối như thế này. Bởi vì cái mẫu A7030GSL này nó rất là hiếm quý vị nhé. Quý vị và các bạn rất hay gặp cái 6300MK2 hoặc là 6100. Nhưng riêng cái phân khúc A7030 nó rất là hiếm quý vị ạ, rất là hiếm trên thị trường luôn. Và ngay tại Việt Nam cũng rất là hiếm quý vị nhé. Và chất âm của cái này rất là hay luôn ạ. Cực kỳ đẹp, máy rất mới quý vị nhé. Và nó còn nguyên cả cái các tô lô. Còn nguyên cả các tô lô như thế này nữa ạ. Đây là các tô lô của máy, như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và các tô lô xịn là quý vị và các bạn thấy là nó phải có màu như thế này thì mới gọi là các tô lô xịn quý vị nhé. Đây là các tô lô theo hãng luôn ạ. Và tạm thời em sẽ để các tô lô lên trên đây. Và ngay sau đây thì em sẽ quay qua một lượt để quý vị và các bạn thấy được độ đẹp của bộ băng cối này. Thì cái xương băng của Akai này thì hiện tại thì em lấy tạm của Akai em lắp. Mà sau khi quý vị và các bạn mua thì em sẽ đổi cái Akai này thành cái Maxell quý vị nhé. Để cho nó đồng bộ. Quý vị mua đầu cối của em ấy là em sẽ tặng quý vị và các bạn một bộ xương băng đã có ruột băng như thế này. Nhưng có điều là không có chương trình. Thì quý vị và các bạn về Việt Nam, quý vị và các bạn phải thâu lại chương trình. Và cái xương băng Akai này thì em sẽ đổi bằng một cái Maxell để cho nó đồng bộ với cái Maxell này. Akai này em không bán quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ. Đặc biệt là cái mặt phay nhôm này quý vị nhé. Cái mặt phay nhôm này đấy là em bao cho quý vị và các bạn là không có hiện tượng bị xước gì cả. Không có hiện một vết chân chim quý vị nhé. Những cái phay nhôm này là không có một vết chân chim luôn. Và đặc biệt là cái... Như quý vị và các bạn thấy, cái chrome này nó cũng không có hiện tượng bị mốc và cũng không có hiện tượng bị oxy hóa quý vị nhé. Máy em vẫn chưa vệ sinh. Em mua ở tiệm về như thế nào là em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn y chang như vậy. Để cho nó rất mộc, rất đời luôn ạ.
Và đây là hồi gỗ của máy, quý vị thấy không ạ? Hồi gỗ vẫn còn rất đẹp. Hồi gỗ vẫn còn rất đẹp và không có hiện tượng bị vỡ hoặc là không có hiện tượng bị lở quý vị nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Quý vị và các bạn hãy cố gắng quan sát thật kỹ hồi em, những góc cạnh góc nó vẫn còn rất là chặt chẽ. Đó, những con ốc con vít nó vẫn còn nguyên bản luôn. Rất đẹp luôn ạ. Và đây là mặt đằng sau của máy, quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. AC của nó vẫn là 100V quý vị nhé. Và nó chơi ở dài tần là 60Hz. Quý vị và các bạn thấy, đây là cái mặt đằng sau của đầu cối vẫn còn rất mới, rất xịn sò luôn ạ. Quý vị thấy con ốc rất đẹp luôn ạ. Và đây là cái lỗ thoát hơi ở bên trong. Như quý vị và các bạn thấy, nó vẫn còn rất trắng tinh, vẫn còn trắng phau như vậy. Và nó không có hiện tượng bị oxy hóa. Và nó cũng không có hiện tượng bị ngả màu luôn. Rất mới. Các đầu cối này em nghĩ là khả năng nó còn cái thùng giấy. Nhưng mà khả năng mà khi mà người Nhật người ta mang bán đi đấy, là người ta không mang cái thùng giấy đi. Bởi vì những cái đầu cối mà người ta giữ trong thùng giấy thì em mới thấy được, thì nó mới được như thế này được. Và nếu như không có hộp giấy, em đảm bảo là những cái này nó sẽ bị oxy hóa. Và khi em mua, đây quý vị và các bạn thấy không, những con ốc này của nó vẫn còn trắng tinh. Thì điều đó chứng tỏ là khi cái người chủ người ta bảo vệ chiếc đầu cối này là người ta vẫn còn giữ được hộp giấy. Nhưng có điều là khi người ta mang ra tiệm người ta bán thì người ta lại không mang cái hộp giấy đi. Đó, đó là em đoán như vậy, đó là cái suy luận của em như vậy. Bởi vì em mua đồ em biết, bởi vì những cái đồ này mà không được lưu, không được cất cẩn thận ấy, không được giữ gìn cẩn thận, thì dứt khoát những con ốc này nó đã bị oxy hóa. Đó, đó thì là em, cái suy luận của em là như vậy. Và quý vị và các bạn thấy tất cả những khe góc cạnh góc của nó vẫn còn rất mới quý vị nhé, rất chặt chẽ luôn. Đây là một chiếc đầu cối không thể chê điểm gì được. Và xuống lên đây thì quý vị và các bạn thấy nó có hai thớt, một thớt, hai thớt. Và ngay đây vẫn là cái bụi phấn quý vị nhé, cái bụi phấn này. Đấy, cái bụi phấn thì em lau đi là nó sạch thôi. Và tất cả những rắc của nó quý vị thấy vẫn trắng tinh, không có hiện tượng bị oxy hóa, nó không bị đen quý vị nhé. Chứng tỏ gia chủ người ta bảo quản một chiếc đầu cối này rất là cẩn thận luôn ạ. Rất đẹp luôn. Và đây là cái hồi bên trái của máy như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và quý vị và các bạn thấy lớp gỗ vẫn còn rất tự nhiên. Rất đẹp luôn. Gỗ cực kỳ đẹp luôn. Và đây là mặt bên trên của máy. Mặt bên trên của máy thì quý vị và các bạn quan sát thật kỹ của em. Rất đẹp luôn. Và tất cả những con ốc vẫn còn rất đẹp ạ. Máy rất đẹp và rất hiếm khi gặp được những chiếc đầu cối mà nó lại đẹp như vậy. Và chiếc đầu cối này thì em xin báo giá luôn. Nếu như quý vị và các bạn mà muốn đi đường bay thì giá thành nó hơi cao. Và em xin báo giá đường biển nhé. Em báo giá đường biển để cho nó rẻ. Và con đầu cối này, nếu như em đóng đường biển về đến tận nhà cho quý vị và các bạn, là 18 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà. 18 triệu là em sẽ tặng quý vị và các bạn một bộ xương băng đã có ruột của hãng Maxell quý vị nhé. 18 triệu này em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và nếu như đi đường bay thì quý vị và các bạn cộng cho em thêm 4 triệu nữa, là 22 triệu đường bay và 18 triệu đường biển. Và nó có hai mức giá như vậy để quý vị và các bạn lựa chọn. Rất đẹp luôn ạ. Và ngay sau đây thì em sẽ bật nguồn. Em đã cắm điện. Cái dây của nó vẫn là dây zin theo máy quý vị nhé. Dây vẫn là dây zin theo máy. Dây tích vẫn là dây zin theo máy luôn ạ. Đó. Đầu của dây là màu đồng quý vị nhé. Mạ đồng luôn. Rất đẹp. Dây zin nó phải như vậy. Và ngay sau đây thì em sẽ bật nguồn và em test chiếc đầu cối này. Rất lung linh và lấp lánh luôn. Đầu tiên em sẽ tua trái trước ạ. Và quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hộ em là cái chỗ này nó không có hiện tượng đảo quá là nhiều. Thì chứng tỏ rằng hai cái trục đồng tâm này nó vẫn còn rất chuẩn quý vị nhé. Vâng, và ngay sau đây thì em sẽ tua phải. Và bây giờ em sẽ play luôn ạ. Và quý vị và các bạn lưu ý thật kỹ hộ em là trong YouTube là em sẽ không để âm lượng như quý vị nhé. Và quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hộ em là hai cái lúm đồng hồ nó nhảy rất đều luôn ạ.
hai đồng hồ vu nó nhảy rất đều. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái băng này người ta thâu nhạc cũng rất là chuẩn. Và điều đặc biệt là chúng ta có thể chơi được băng 2 check và 4 check quý vị nhé. Nếu như quý vị và các bạn chơi băng 4 check thì chúng ta bấm vào. Và khi quý vị và các bạn chơi băng 4 check thì chúng ta bấm vào. Và chơi băng 2 check thì chúng ta nhả ra. Đó, rất tuyệt vời luôn ạ. Và chiếc đầu cối này thì em xin thông báo giá lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 18 triệu là em sẽ đóng đường biển về tận nhà. Còn nếu như quý vị và các bạn muốn đi đường bay thì em bán đường bay với mức giá là 22 triệu. Rất đẹp luôn ạ. Vâng, vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi hết video, xin vui lòng tạm dừng tay lại một giây lát, nhấn cho em một like. Đặc biệt là trong YouTube thì thuật toán của YouTube thì quý vị và các bạn cũng thấy rồi. Lượt like rất quan trọng quý vị nhé. Bởi vì mỗi một lượt like của quý vị và các bạn là YouTube họ sẽ đề xuất nhiều hơn. Chính vì thế trong video thì em rất hay là xin like. Và em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã like video của em. Cũng như quý vị và các bạn đã xem video. Còn quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video ngắn của em ấy, nếu có thể thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Lời cuối, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp. Thân ái, chào tạm biệt.